lợi dụng xe được cấp thẻ nhận diện phương tiện có mã QR code hoạt động trên luồng xanh nội tỉnh. Lái xe tải này đã lén lút chở người trong thùng xe, lưu thông từ thành phố Pleiku đi huyện Iagrai, bất chấp thành phố Pleiku đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Khi đi đến chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 số 4, đặt tại khu vực Dốc Đá, hành vi vi phạm này đã bị lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện, ra quyết định xử phạt lái xe và người trốn trong thùng xe tải tổng số tiền 13,4 triệu đồng về hành vi không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan tổ chức có thẩm quyền. Chúng tôi đã phối hợp với công an phường và công an thành phố tiến hành xử phạt theo quy định của pháp luật và đăng tải lên các trang mạng xã hội để tuyên truyền về các hành vi vi phạm nêu trên, để người dân chấp hành nghiêm hơn các quy định của pháp luật trong quá trình thực hiện chỉ thị 16 và phòng chống dịch. Qua thực hiện nhiệm vụ, từ ngày 28 tháng 8 năm 2021 đến nay, lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai đã phát hiện xử phạt 18 trường hợp lái xe luồng xanh vi phạm với tổng số tiền phạt 115 triệu đồng. Tất cả những trường hợp này thì địa phương đều lập biên bản và đề nghị thành phố xử phạt hành vi phạm hành chính. Công an thành phố cũng đề nghị là các ban chỉ đạo xã phường phải tăng cường chỉ đạo hơn nữa và tích cực trong cái việc giám sát chặt chẽ các phương tiện ra vào ở địa bàn mình, đặc biệt chú ý đến các cái xe luồng xanh cũng như là các xe ngoại tỉnh đến và đi khỏi địa bàn. Để kiểm soát chặt chẽ, không để dịch COVID-19 bùng phát và lây lan trên diện rộng, trong thời điểm thành phố Pleiku đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và trên địa bàn liên tục ghi nhận các ca F0 trong cộng đồng, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Gia Lai chỉ đạo các đơn vị, lực lượng chức năng bám sát địa bàn, tăng cường tuần tra kiểm soát, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm các quy định về phòng chống dịch COVID-19. Bạn có video hấp dẫn, bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo, hãy gửi về pho@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và những bút hấp dẫn.